kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi thân mến. Lần đầu tiên cho phép mùa đông thay mặt cho năm nữ diễn viên đến từ đội văn nghệ quần chúng bản Pa Tràng xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị lời chào và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Chúc cho ngày hội hoa đào sao luôn năm 2023 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị thân mến, bản Pa Tràng là bản vùng 2 của sông Luông, cửa ngõ của huyện Hồ, tỉnh Sơn La, là một trong 6 bản nằm trên trục đường quốc lộ 6, tuyến giao thông huyết mạch của vùng Tây Bắc. Tổng diện tích tự nhiên là 333 ha, bản có 216 hộ cùng 894 nhân khẩu gồm 4 anh em dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 86%. Kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua, thực hiện sự chỉ đạo và định hướng của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Luông, bản Pa Tràng đã chỉ đạo nhân dân cùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Kính thưa quý vị, và tính đến tháng 12 năm 2022, toàn bản Pa Tràng đã có 30 ha trồng cây đào để phát triển kinh tế và đặc biệt là để tô thắm thêm cho sắc hoa của núi rừng Tây Bắc bởi vẻ đẹp của cây hoa đào. Kính thưa quý vị, với vị trí địa lý vô cùng quan trọng với như vậy, giáp với xã Bà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũng là điểm đầu, điểm cuối của tỉnh Sơn La. Bản Pa Tràng có một vị trí chiến lược quan trọng về tầm nhìn, về văn hóa xã hội và đặc biệt là về phát triển kinh tế. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bản Pa Tràng lại hội tụ chợ hoa đào trải dài hơn 2 km để bà con nhân dân trong bản và đặc biệt hơn nữa là các xã lân cận cùng trao đổi mua bán cành đào của mình trong ngày Tết. Kính thưa quý vị, đến với hội thi văn nghệ ngày hoa đào sắc luôn năm 2023, một trong những chuỗi hoạt động vô cùng quan trọng đặc biệt để chúc mừng thành công cho ngày hoa đào năm 2023, đội thi văn nghệ quần chúng đến từ bản Pa Tràng xin được trân trọng gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi chương trình với chủ đề gặp nhau hội xuân, chỉ đạo nội dung ban quản lý bản Pa Tràng. Chương trình gồm các tiết mục tốc ca nam chợ xuân, độc tấu sáo đi chợ vùng cao, tốc mùa nữ mùa ngô. Chương trình có sử dụng các sáng tác của nhạc sĩ Huy Thông, Nguyễn Đức Mậu và phát triển múa dân gian dân tộc Mông. Và ngay sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mùa xuân về,
đất có ngựa, cho cho danh cho mình được xa xa. Quanh co dốc đèo, treo hãy xuống chờ cùng ai mình, xuống chờ mà nơi ta cùng xuống chờ. Nào vua bát trẻ sang, nào lá hương bao hòa, nào rượu ngô thăng cố, vai áo rừng sắc hồng. Chờ xuân như ngày vui, người mỗi lúc một đông, bao chàng trai cô gái một lần gặp chờ xuân. Rồi tình yêu cho nở, chỉ một lần gặp tôi, trai gái cũng thành đôi. Chỉ một lần xuống chờ, trai gái cũng thành đôi. Xuống chờ, mà nơi ta cùng xuống chờ. Nào vua bát trẻ sang, nào nấm hương hào hòa, nào rượu ngô thăng cố, vai áo rừng sắc màu. Xuân như ngày hồi, người mỗi lúc một đông, bao chàng trai cô gái một lần gặp chờ xuân. Rồi tình yêu chờ nở, chỉ một lần gặp thôi, trai gái cũng thành đôi. Chỉ một lần xuống chờ, trai gái cũng thành đôi. Ba nơi ta cùng xuống chờ, ba nơi ta cùng xuống chờ.
Và kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể thân mến, tiết mục múa vừa lâu vừa rồi đã khép lại chương trình huấn luyện dự thi của đoàn huấn luyện quần chúng đến từ bản Co Tràm. Một lần nữa thay mặt cho năm mươi sinh viên, xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho ngày hoa đào xã luôn năm 2023